Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng mắt kính Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm có nhận được cái kính mát ha của Ray-Ban gọng vàng. Thì chuẩn bị khách hàng là muốn thay cái cặp chồng kính mát này ra. Và mình sẽ thay bằng cái cặp đai chồng phi phơm nha. Của Hàn Quốc. Đây, đai chồng phi phơm. Thì cái cặp đai chồng này nó có chống tia xanh luôn ha, chống ánh sáng xanh luôn. Thì sau khi Liêm làm xong thì Liêm cũng sẽ test cho mọi người xem. Này là trước khi làm nè. Và sau khi làm nhưng cũng sẽ quay lại để cho mọi người thấy được ha. Những cái cây kính mát thì nếu mà đạt tiêu chuẩn đó, thì mình vẫn có thể mình ráp cái đai chồng vào được nha, ráp bình thường đó. Này là trước khi ráp, sau khi ráp Liêm sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi mọi người chờ Liêm. Đây là một cặp chồng đai chồng ha, nó gồm những cái thấu kính, rất là nhiều thấu kính trong miếng chồng như vậy ha. Thì nó mới cho cái tầm nhìn từ xa tới gần đầy đủ ha. Đó, phi phơm là thế hệ mới nha. Rồi, mọi người chờ Liêm phần 2 nha. Hello. Vậy là Liêm đã làm xong cái đai chồng phi phơm chống tia xanh vào cái gọng kính Ray-Ban ha. Gọng kính này rất là đẹp nha. Coi nó đó, Ray-Ban này. Rất là đẹp. Có dấu chuyền đầy đủ ha. Mọi người coi. Đó. Rất là đẹp nha. Thì Liêm đã ráp xong rồi. Đó. Và Liêm cũng thử cái chồng chống tia xanh của cái kính cho mọi người xem nha. Đây. Đây. Chắc rất đẹp nha. Đây. Đó. Đây. Đây. Chùm tia nè. Vào. Ok hết ha. Đó. Nó sẽ chống tia UV và chống tia xanh cao cấp. Rồi. Coi như là Liêm đã làm xong cái kính này ha. Vào cái gọng cho khách để chuẩn bị Liêm sẽ xóa những cái thông số và Liêm giao kính cho khách thôi. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng nha.